tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sau khi trải qua những vấp ngã, Ngọc Trinh tự rút ra cho bản thân những bài học quý giá. Ngọc Trinh của hiện tại điềm đạm trưởng thành hơn. Thay bằng những suốt hình sexy quyến rũ thì người đẹp dường như có phần kín đáo hơn trong những bức hình đăng tải trên mạng xã hội. Nói về quan điểm hạnh phúc ngọc trinh đồng quan điểm với định nghĩa rằng sẽ có hai cô gái có quan niệm khác nhau về hạnh phúc cô gái thứ nhất coi hạnh phúc chính là năng lực cô gái thứ hai lại coi hạnh phúc là một loại may mắn ngọc trinh bày tỏ cô gái thứ nhất luôn tự dặn mình phải không ngừng nỗ lực mỗi ngày tự đặt ra tiêu chí cho bản thân rằng hôm nay phải xinh đẹp hơn hôm qua một chút hiểu biết nhiều hơn hôm qua một chút hoàn thiện bản thân hơn hôm qua một chút cuộc sống với cô gái này không phải những ngày hưởng thụ mà là vô vàn khó khăn lẫn áp lực Bù lại cô ấy sẽ nhanh thôi khẳng định được giá trị của bản thân mình. Vì đơn giản cô ấy chưa bao giờ dừng lại hay mong đợi ai đó đem hạnh phúc đến đặt vào tay mình. Cô gái thứ hai không bận tâm điều đó, chỉ muốn thử vận may, như thể đứng giữa chợ mà lựa chọn. Nếu không phải người này thì chắc là người kia rồi. Cứ thế cô ấy tận dụng những gì bản thân mình sẵn có là một trái tim mỏng manh ngây thơ và một tâm hồn lương thiện. Mong sẽ tìm được ai đó thật mong manh hạnh phúc tới cho mình. Tiếc thay, vận may có vẻ hết lần này tới lần khác ngoảnh mặt. Cô ấy đem lòng yêu ai thì người ấy lại mang về toàn nước mắt. Hạnh phúc như thế cứ lẩn tránh, trêu đùa với cô ấy hoài. Theo thời gian thì cô gái thứ nhất, càng ngày bản lĩnh càng lớn. Tới lúc thực sự trưởng thành thì không còn quá bận tâm tới việc ai đó mang cho mình hạnh phúc nữa. Thậm chí còn ung dung ngồi cười mấy người chê mình ế. Vì tự thân cô ấy hạnh phúc với sự nghiệp, cuộc sống đủ đầy của mình rồi. Còn cô gái thứ hai, bao năm nhìn lại, vẫn dậm chân tại chỗ, lúc nào cô ấy cũng loay hoay sợ người khác bỏ mình, không hiểu vì sao người ta lại không trân trọng tình cảm của mình, vì yêu ai cũng thất bại nên tự ti cứ thế tăng dần lên, nhìn đâu cũng thấy những điều tiêu cực, cô ấy dần không còn niềm tin vào những cái gọi là hạnh phúc nữa. Sau cùng, Ngọc Trinh rút ra rằng mình chính là cô gái thứ nhất, cũng chính là cô gái thứ hai, bởi đôi khi cô gái thứ hai là hiện tại của bạn, cô gái thứ nhất lại chính là tương lai của bạn cuộc đời của bạn không phải cho may rủi tất cả là do bạn chọn mà thôi sau những vấp ngã ngọc trinh tự rút ra cho mình nhiều bài học quý giá những biến cố khiến người đẹp trưởng thành và bản lĩnh hơn cô hứa từ nay sẽ hoàn thiện mình để mang lại giá trị tích cực cho xã hội có thể thấy ngọc trinh đang sống tích cực nhìn nhận những sai lầm sau biến cố trước khi vướng ồn ào công chúng thường nghĩ ngay đến ngọc trinh những bộ ảnh thiếu vải hay những phát ngôn gây sốc nhưng được cho là thật thà về tình tiền Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh từng khiến công chúng choáng ngợp khi khoe những tài sản khủng, nổi bật xế hộp màu hợp mệnh 30 tỷ đồng. Năm 2015, Ngọc Trinh mua căn penthouse 180 m2 với giá khoảng 20 tỷ đồng. Không chỉ sở hữu nhà đẹp, bất động sản, Ngọc Trinh còn sở hữu nhiều xế hộp đắt tiền. Nữ người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh lái chiếc xế hộp Mercedes Maybach S600 trị giá 12 tỷ đồng đi sự kiện. Bên cạnh đó, Range Rover LWB có giá bán 8 tỷ đồng. Trước đó, cô sở hữu BMW 750 ly với giá 5 tỷ đồng. Chiếc xe được nhắc đến nhiều nhất là chiếc Rolls-Royce được cô mua vào năm 2021 có giá hơn 30 tỷ đồng. Ngoài ra, đồ hiệu những chuyến du lịch xa xỉ cũng là từ khóa gắn liền với Ngọc Trinh. Không ít lần, cư dân mạng đặt câu hỏi Ngọc Trinh giàu cỡ nào và Ngọc Trinh làm gì giàu thế. Nhưng sau sự cố, cô dường như đã tiết chế hơn nhiều.